Nhất tâm đến lễ chánh Phật thiện thuyết, thực hiện trí giả chứng. Nhất tâm bậc diệu hạnh trực hành, như lý hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bổn Thầy, dạ chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo. Bây giờ để con, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu mới vừa đến với diễn đàn. Bây giờ thì con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Tôn Đại Đức Phật. Kính bạch hôm nay là ngày thứ ba, ngày giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nhưng mà Thượng Tọa Tuệ Quyền không có, không biết hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng giảng được không. Thượng Tọa có thể đi khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng hôm nay. Dạ, vậy là hiểu quá. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tám bậc thánh. Và tám bậc thánh này được gọi là những người đáng cung kính, những bậc đáng cung kính. Nhưng mà trong cái chữ đắc thi này ra thì nó còn có cái nghĩa là cái người đang cúng dường, đang cúng dường. Và trong tám hạng người này là chỉ cho tám bậc thánh tu được quần tu đà hàm, a na hàm, a la hán, và kể ra là hai bậc, tức là người
tu được vô và người đang thực hành để đắc chứng quả tu được vô. Bậc Tư Đà Hàm và bậc đang thực hành để đắc chứng quả Tư Đà Hàm vân vân. Thì như vậy tám hạng người đó chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ trình bày giảng giải về ý nghĩa này để chúng ta hiểu như thế nào là tám hạng người đang cúng dường. Bây giờ thì xin mời cô Kim đọc cho chánh kinh rồi sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh bài học hôm nay. Bài học hôm nay là trường bộ kinh Iyanikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 33, kinh Phúng Tụng Sơn Nhĩ Kỳ Sutta, Pháp Tám Chi. Tám người đáng được cung kính sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Tám người đáng cung kính Atiko Avusotena Dagavata Janata Basata Arabhata Samma Sambuddhita Hina Thina At Atharama Samvada Khata. Này các hiện giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng, chánh giác. Atha-sa-be-hi-wa. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Kamtama Artha, thế nào là tám? Tám người đáng được cung kính hạng giữ lưu hạng đã thành tựu và chứng giữ lưu quả. Hạng nhất lai hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả. Hạng bất lai hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả. Hạng A-la-hán và hạng đã thành tựu A-la-hán. Dạ mô Phật, dạ con không có, dạ con bỏ hết cái đoạn Pali đó rồi. Đoạn kinh này, đoạn kinh sau đây trích từ Trung Bộ kinh 141, kinh phân biệt về sự thật tám hạng người. Có tám hạng người này. Này các thị kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn kính, đáng được chắp tay và ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? Bậc giữ lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả giữ lưu. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả nhất lai. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả bất lai. Ai ba la hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ
quả A La Hán, tám hạng người này, này các tỳ kheo đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bốn vị đã trú quả, tăng chúng này chánh trực, trí tuệ, giới thiền định, loài người cúng thí vật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn. Tám hạng người giống như đoạn 1, 2 của kinh trên, chỉ có bài hơi khác. Bốn vị đã hướng đến, bốn vị đã trú quả, tăng chúng này tối thượng, tám người giữa chúng sanh, loài người cúng thí vật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn. Dạ, thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết dọc thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Cha. Sư hộ quý Phật tử có nghe được không? Dạ. À, quý vị quan hỷ sửa giúp chúng tôi đoạn này là cái câu mà đoạn kinh sau đây được trích từ trong bộ kinh. À, cái đó chúng tôi xin lỗi là chúng tôi đã viết sai. Cái câu đó đáng lẽ phải là đoạn kinh sau đây được trích từ Tăng Chi Bộ Phẩm Tám Pháp. Đó là cái bài kinh ở dưới. À, kính đại lễ thì tòa tuyệt siêu. Đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. À, thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay trước nhất là chúng ta cần nói rõ lại cái chữ đắc chi ni giá. Dạ. Đây là chúng ta có từ khác là đắc chi na đa đó. Đắc chi ni giá thật ra ở đây trên gì mình chỉ là đáng cung kính đó. Thì đúng ra chữ này nên theo như thượng tọa giáo sư vừa nói thì nãy là đáng được cúng dường, mà đây là cái hình thức tế tự cầu phước của tất cả các tôn giáo. Ví dụ như là ta đi chùa, đi nhà thờ, họ cúng cái gì đó để cầu nguyện, để xin cái gì đó. À, nói rõ hơn đó là tế tự để cầu phước, cúng tế để cầu phước. Thì cái sự cúng dường để cầu phước được gọi là Dakinada đó. Cái bậc xứng đáng được nhận được điều đó gọi là bậc Dakinada. Thưa quý vị, quan niệm của các tôn giáo thường là ví dụ như mình bỏ ra một phần tiền lớn, mình đến một người nào đó mình trao số tiền đó, thì mình nghĩ là người đó có địa vị, có chức quyền, có danh vọng, và do cái sự hiến cúng mình mai mốt mình có cái ảnh hưởng gì đó ngược lại. Đó là quan niệm về xã hội. Nhưng mà về tôn giáo thì đây là một cách thường là thờ phượng thần linh, như là người ta cúng tế ở tại các đền miếu, ở tại các cái cội cây, ở những cái phiến đá linh thiêng. Cái khái niệm về Dakinayo là một khái niệm rất là rộng ở trong Hindu, ở trong Bà La Môn giáo. Bởi vì trong cái ngôn từ của tôn giáo người ta gọi là phụng hiến hay là cúng dường. Sự phụng hiến đó nói lên cái tâm thành của mình đối với thần linh, và nhờ như vậy thần linh sẽ ban phước tha tội cho mình. Khi Đức Phật Ngài ra đời thì Ngài cũng dùng chữ này Dakinayo, nhưng mà Ngài dùng trong một ý nghĩa rất là khác. Bởi vì như chúng ta thấy rằng ở trong Phật đạo Phật nguyên thủy đó, không có thờ phượng thần linh,
mà Đạo Phật Nguyên Thủy nói đến việc tạo phước. Và cái đối tượng để tạo phước gọi là phước điền, ruộng phước. Giống như mình trồng lúa mà có phiếu miếng ruộng mình trồng lúa vậy. Và cái đối tượng đó càng trong sạch thì càng có nhiều phước báo. Và ở đây đó thì Đức Phật này đặc biệt nói rõ là có 8 bậc mà xứng đáng được cúng dường. Bởi vì những bậc này gọi là những bậc tự chiến thắng mình, bậc tịnh hóa. Và ngay cả người Phật tử đôi khi chúng ta cũng không có nhìn thấu đáo hết cao cả của 8 cái thánh quả này, 8 bậc thánh này. Chúng ta phải bắt đầu từ một ý niệm là ở trong cuộc đời này, ví dụ như là chúng ta cho hay chúng ta hiến tặng hay chúng ta cúng dường cho một đối tượng, và đối tượng đó nhận với cái sự ham muốn, với sự dính mắc, thì thưa quý vị, cái phước nó không có nhiều. Đó là trên phương diện nghiệp báo. Nhưng mà nếu đối tượng đó là một chúng sanh mà bế tâm xả ly, không có ái nhiễm, không có dính mắc, càng ít phiền não thì cái phước của chúng ta càng nhiều. Chỉ có một cái trường hợp mà nó khác hơn, đó là trường hợp mà chúng ta cúng dường đến đại tăng, chung đến đại chúng tăng già, không phải là bọn do cá nhân đó, thì phước báo lớn hơn với những cá nhân này. Thì trong 8 bậc mà xứng đáng được cúng dường, ở đây Đức Phật đề cập đến, ở trong chữ Hán gọi là tứ sông bát bối. Tứ sông bát bối tức là mình tính là 4 thì có 4 cặp, 4 cặp gọi là tứ sông. Nếu mình tính lẻ đó thì có tất cả là 8 vị, mà 8 vị đó là 8 vị cao quý. Nói theo danh từ chuyên môn của Phật giáo đó, đó là 4 đạo và 4 quả. Và chúng ta nói theo danh từ thương thức đó, là 4 bậc giác ngộ và 4 bậc giải thoát. 4 bậc giác ngộ ở đây đó là chỉ cho sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và 4 vị giải thoát ở đây là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thật ra thì giữa một vị giác ngộ và giải thoát đó, cái thời khắc nó không có nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là sơ đạo đó, nếu mà chúng ta tính theo kỹ đó, chúng ta không cần nói theo vi diệu pháp mà nói theo người đời chỉ là một tích tắc, nhỏ hơn một tích tắc này. Nhưng mà ngay giờ phút đó thấy, biết và trải nghiệm được biết bàn, và do vậy vị này đoạn trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, do liễu tri, do chứng niết bàn ở trong giờ phút đó, do đoạn đặng tận được 3 cái kiết sự đó, cái đó chúng ta gọi là một bậc giác ngộ sơ đạo. Và sau cái thời khắc rất là mau chóng đó thì vị đó trở thành một vị sơ quả, nghĩa là một vị hoàn toàn sống và không có thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe nói như vậy thì mình nghĩ là sơ đạo là bậc thấp rồi. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Một vị mà có khả năng chứng liễu ngộ được niết bàn và từ đó đoạn tận được kiết sử, hoặc là giảm thiểu được kiết sử, như là trường hợp vị Tư Đà Hàm, thì thưa quý vị, đó là một cuộc thay đổi vĩ đại của một dòng sanh tử. Đó là một sự thay đổi vĩ đại của một con người, của một chúng sanh. Và bậc đó là bậc đáng chắp tay. Chúng ta nói tương tự như vậy là ở trong đời sống của chúng ta,
một con người mà nuôi dưỡng trong lòng hận thù của ai đó, một ngày nào đó nhờ đọc kinh, nhờ nghe pháp, nhờ pháp tâm mà rũ bỏ, bỏ được cái hận thù đó, thì thưa quý vị, đó là một chiến thắng vĩ đại lắm. Hay là một con người dính mắc cái gì đó, ví dụ như là nghiện ngập cần sa, ma túy, một ngày nào đó một người đó có thể cai nghiện đi, có thể dứt bỏ cái nghiện ngập đi, trở về cuộc sống bình thường. Một con người mà vốn thường tạo những ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, mà bây giờ dứt bỏ hoàn toàn cái điều đó, mà không còn đi theo cái thói quen sát sanh, trộm cắp nữa, và hoàn lương một cách dứt khoát, thì thực sự những con người đó rất là đáng quý, rất là đáng trọng. Nhưng mà điều đó nó chỉ là một mãi may rất là bé nhỏ so với một vị thấy được Niết Bàn và nhờ như vậy mà đoạn tận hay là thật sự giảm thiểu các kiết sự. Những bậc này chúng ta gọi là bậc chiến thắng phiền não, vượt lên trên phiền não, vượt lên trên chính mình. Và hai cái mấu chốt mà chúng ta nói là mắt cá và phá lá, đạo và quả đó, thì cái đạo đó được xem như là sự giác ngộ, và từ cái ngộ đó vị này thể nhập vào một điều mà chúng ta gọi là giải thoát. Thì quý vị quan hệ chơi thì chút xíu. Tôi quý Phật tử còn nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, bốn đạo bốn quả này có ba cái khía cạnh rất là quan trọng mà chúng ta cần biết. Thứ nhất là tất cả chư vị A-la-hán đều hành trình xuyên qua những cái thứ bậc này, nhưng mà có vị thì nhanh, có vị thì chậm. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta nghe nói ông Cốc Cô Độc hay là vua Bình Sa Vương từng chứng sơ đạo, sơ quả, tức là quả vị Tu Đà Quần. Rồi sau cái đạo quả Tu Đà Quần đó, cho khi mất thì sanh là một chúng sanh, và sau thời gian đó luân hồi, cho dù lâu lắm ở trong cõi dục giới không quá bảy kiếp, thì vị đó sẽ đắc đạo chứng quả cao hơn. Thì thưa quý vị, đó là một thời gian rất là dài. Nhưng mà cũng có những vị A-la-hán đắc đạo chứng quả ngay ở tại chỗ ngồi khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ví dụ như quý vị thường nghe Chư Tăng kể trường hợp Ngài Bahiya nghe Đức Phật Ngài giảng giải một vài câu rất là ngắn, nhưng mà rồi thực hành nhanh chóng đắc đạo quả A-la-hán. Thì không có nghĩa là vị này là tôn tộc đắc A-la-hán mà không có trải qua những cái quả vị như là Tu Đà Huần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm. Tức là chúng ta nói sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Mà chỉ có điều là những vị này do cái trường hợp đặc biệt, không phải đặc biệt mà với một số cũng lớn các vị A-la-hán đấy, và vị này chứng đắc rất là nhanh chóng, nhanh chóng đến độ mà chúng ta không có kể. Vì đó đã từng chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nó chỉ trong một khoảnh khắc mãi mãi thôi, nhưng mà có trải qua hết tất cả. Thật ra tất cả chư vị A-la-hán, tất cả những bậc mà gọi là ứng cúng vô sanh, những bậc mà hoàn toàn giác ngộ, thì các ngài đều trải qua những cái quả vị này. Cái khoảng cách hoặc là dài một kiếp, nhiều kiếp,
hoặc giả là ngắn, là ở trong một mãi may, rất là nhanh chóng, nhưng mà có trải qua hết. Thì chúng ta nên hiểu như vậy. Điểm thứ hai đó là khi mà các vị mà đắc đạo, tức là giác ngộ đó, thì ở đây mặc dù trong một cái thời khắc rất là ngắn ngủi, nhưng mà nó có một cái tác dụng cả hai chiều. Một là vị đó thực chứng Niết Bàn, và do thực chứng Niết Bàn, cái mãnh lực rất là lớn, thì khiến cho các kiết sử đoạn tận. 10 cái dây cột trói mà chúng ta nghe đó, chúng ta thường nghe Chư Tăng giảng, và có lẽ chúng ta đã đi qua những kiết sử như là 7 kiết sử, mai mốt chúng ta sẽ 10 kiết sử. Đó là một vị sơ đạo đó, là vị đoạn tận 3 cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, tức là chấp ngã đối với thân tâm của mình, hoài nghi, đó là sự ngờ vực đối với bảo, đối với nghiệp bảo, đối với tam thế. Giới cấm thủ, đó là chấp trì những cái hạnh tu mà vô bổ vô ích. Thì thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đó là những cái thấy biết lầm lạc hay là sự hoang mang, thì điều đó hoàn toàn diệt tận ở một vị chứng sơ đạo khi mà thấy Niết Bàn đầu tiên. Một cái vị mà chứng nhị đạo, mà chúng ta thường âm là Tư Đà Hàm á, là cái vị làm giảm nhẹ hai thứ phiền não, đó là dục ái và sân. Dục ái tức là cái sự ái nhiễm đối với cảnh dục. Cảnh dục ở đây tiêu biểu đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc. Và do giảm thiểu dục thì vị đó cũng giảm thiểu sân. Tại vì sân và cái dục đó, cái dục ái với sân đó, nó giống như là hai mặt của đồng tiền vậy. Mình thích cái này càng nhiều thì cái kia mình bất mãn càng nhiều, bất mãn cái khác càng nhiều. Và một vị Tư Đà Hàm là vị đã giảm được, giảm thiểu, làm nhẹ đi rất nhiều dục ái và sân. Và vị A-la-hàm là vị cũng khi mà đang chứng Niết Bàn thì vị này đoạn tận dục ái và sân. Thì như vậy một vị A-la-hàm là một vị được xem như không còn năm hạ phần kiết sử, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Và cái vị A-la-hán khi mà chứng quả vị đó thì đoạn nặng năm cái thượng phần kiết sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phong dật và vô minh. Thì thưa quý vị, trong 10 cái kiết sử này, chúng ta nhớ rằng một cái vị mà giác ngộ, một bậc, những bậc giác ngộ như là Tu Đà Quần đạo, Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo, mà chúng ta gọi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì cái gì giác ngộ có nghĩa là vị đó thực chứng Niết Bàn. Và trong lúc thực chứng Niết Bàn thì nghĩa là các vị này đoạn tận hay là thực sự giảm nhẹ kiết sử, bào mòn kiết sử. Không có trường hợp duy nhất trong ba đạo đó là Tư Đà Hàm thì là giảm nhẹ dục ái và sân thôi. Nhưng mà riêng đối với vị Tu Đà Quần hay là sơ đạo, A Na Hàm hay là tam đạo và hán tứ đạo đó, thì vì đó đoạn tận được kiết sử, là bức tung được cái xiềng xích. Hồi nãy chúng tôi có nói là chiến thắng được chính mình đó, là một cái một sự chiến thắng rất là vĩ đại, chiến thắng rất là cao cả. Và cái sự chiến thắng đó là cái sự chiến thắng phiền não, đoạn tận phiền não. Đức Phật Ngài xem đó, đó là những cái dấu mốc, đó là những cái đỉnh điểm mà rất là cao quý ở trong cuộc đời này. Và một người bình thường thứ gì, chúng ta khó tưởng tượng được như thế nào. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngày hôm nay đó, mà hàng năm quý vị như vào tháng 5 này đó, quý vị nghe nói là rất là nhiều phụ huynh, nhiều Phật tử bận rộn với cái chuyện mà con em ra trường. Thì mình nghe nhiều quá thì mình thấy bình thường. Nhưng mà thật sự là thời xưa đó, khi mà nền giáo dục còn ít đó, thì quý vị biết là một cái người mà có học trình độ tiểu học như thời Pháp đó, là nghe cũng quý lắm, rồi đậu tú tài. Mà Mỹ chúng ta là tốt nghiệp high school đó. Bây giờ high school thấy bình thường, nhưng mà thầy xưa gọi là ông tú ông lớn, đừng nói tới thám hoa bản giảng trạng nguyên hay tới đức tiến sĩ. Thì đối với chúng ta nghe bên ngoài thì chúng ta nghe nhiều, quý vị đọc kinh nghe vô số, là Đức Phật thuyết pháp như vậy là bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu con người
đắc đạo chứng quả. Nhưng mà thưa quý vị, đối với mỗi cá nhân, mỗi cá nhân của một chúng sanh, thì cái việc mà chứng được cái mà chúng ta gọi như vị sơ đạo là chứng cái chưa từng chứng, biết cái chưa từng biết là niết bàn. Và chẳng những biết như vậy, chứng như vậy, mà vị này còn nhờ đó mà đoạn tận được kiết sử, hay là trong trường hợp vị Tư Đà Hàm làm thực sự làm bào mòn giảm nhẹ được dục ái và sân, thì đó là một cái dấu mốc quan trọng, đó là một bước ngoặt lớn, và đó là một cái đỉnh điểm rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Và một cái vị mà có khả năng như vậy đó, thì trong cái nhìn của Đức Phật là hơn cả cái giá trị của thần linh. Như chúng ta hàng ngày chúng ta thấy người nào giàu, người nào có quyền lực thì mình khúng đúng, mình nghe nói rất các vị thần linh là cao cả, có quyền thế. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong thế gian này, ngay cả Thứ Thiên Vương, ngay cả Thiên Chủ Đế Thích, ngay cả các vị Phạm Thiên, hay có người chúng ta có Chuyển Luân Vương, thì đối với Đức Phật cũng không cao quý như là một vị chứng ngộ đạo quả, đoạn trận được phiền não. Bởi vì những vị này là những cái vị mà tiêu biểu cho cái hình ảnh mà Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Phật cũ, đó là chiến thắng vạn quân thù ngoài mặt trận không bằng người chiến thắng chính mình. Và cái sự chiến thắng đó phải được lãnh hội bởi tất cả chúng ta là một sự chiến thắng rất là vĩ đại. Chúng tôi có nói hồi nãy ban đầu được là ngay cả trong tâm tư của mình mà một con người thường kỳ thị, thường sống với sự thương ghét, bây giờ bỗng nhiên mở lòng ra, đem cái tâm từ tâm bi nghĩ đến tất cả muôn loài chúng sanh, không có phân biệt đây là người thân, đây là người xa lạ, và xin lỗi quý vị có còn nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Thì những bậc này, thưa quý vị, chúng ta không nói, dĩ nhiên là cái giá trị nó cao cả như chúng ta hiểu rồi, nhưng mà đặc biệt là một cái bậc mà càng thanh tịnh thì cái bậc đó trở thành một cái phước điền hết sức là cao quý. Ở trong kinh có rất là nhiều trường hợp mà Đức Phật ngài đề cập đến điều này, như là trường hợp một cái vị mà nhập diệt thọ tưởng định, mà vừa xích thọ diệt thọ tưởng định mà ai mà cúng dường, mà cái bữa cúng dường đầu tiên khi các vị xích thọ diệt thọ tưởng định thì cái phước quả đó, cái phước quả mà gọi là hiện báo nghiệp đó, là nó trổ sanh ngay lập tức. Tại vì vị đó là bậc hoàn toàn thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Hay hoặc giả là ngài Sư Phụ Tiến, một Sư Phụ Tiến, một vị thì theo đệ tử Phật rất có lòng từ bẩn, ngài muốn cho các vị thí chủ được phước. Do đó khi ngài đi khất thực, khi ngài nhận thực phẩm, ngài thường nhập thiền, xuất thiền, khiến cho các vị thí chủ được rất là phước. Và ở trong các truyền thống Phật giáo và ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì những cái khóa tu như là một lớp thiền, hay là một mùa an cư kiết hạ, hay lúc nào đó mà người ta tu tập, cả một người Phật tử đi chùa mà tu bát quan trai giới, thì quý vị, người Việt Nam chúng ta đôi khi mình không hiểu đạo đó, mình thấy một người tu bát quan trai giới rồi mình nói ồ người này là làm cao kiểu cách, tại sao tôi cũng cao quý, bà này chỉ mới tu có bữa đâu có gì cao quý. Nhưng mà với một cái người hiểu đó, ngay cả một Phật tử cư sĩ giữ bát quan trai giới ở tại chùa, thì vì đó do sự tin đến bát quan trai giới thì mình phục vụ cho những người đó, mình mang cho những vị đó bữa ăn cũng còn phước rất lớn. Và nói chung đó là cái miếng rượu mà gọi là rượu phước ấy, mà ở những bậc nào mà những bậc đó là hoặc trong cái
khoảnh khắc mà chúng ta gọi là giác ngộ, và về sau này gọi là sống giải thoát đối với những kiết sự đó. Dạ. Thí dụ như một vị tu đạo huần sau khi đắc đạo rồi đó, thì vị đó không còn bị chi phối bởi thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, tức là một giải thoát được những kiết sự đó, đó. Thì thưa quý vị, cái đó, những điểm đó, đó cho thấy rằng vị đó nếu mà chúng ta cúng dường thì phước báo vô cùng. Và phước cùng bởi vì trong kinh, ở trong kinh nhắc đi nhắc lại ân đức tăng gọi là tứ sông bát bối, bốn đôi tám vị, hay là bốn đạo bốn quả, hay là bốn bậc giác ngộ, bốn bậc giải thoát đó, là những cái bậc mà gọi là ahuneyo, là xứng đáng được cung kính. Bahuneyo là xứng đáng được tôn trọng, được được quý mến, được thân ái. Dakhinayo xứng đáng được cúng dường. Anjalikarinayo là xứng đáng được chắp tay đảnh lễ. Và Anuttarang Punya Khetang Lokasa là phước điền, là cái ruộng phước vô thượng trong đời. Thì chúng ta là người học Phật, là một người Phật tử, thì phải nói là phải nên rất là đặc biệt để biết về điểm này. Hồi nãy giờ chúng tôi có nói từ đoạn đầu đó, là cái nền tảng mà đa số các tôn giáo đó là thờ phượng thần linh. Thờ phượng thần linh là gì? Để cầu được ban phước và tha tội. Nhưng mà với người Phật tử thì thờ phượng thần linh, phụng hiến không phải là một cái nền tảng của đời sống. Đối với người Phật tử mà một cái gọi là Dakkhina Dana, hay là một cái tế tự mà có phước, thì thưa quý vị, cái đối tượng đó là một đối tượng trong sạch, một đối tượng vượt thắng phiền não. Trong năm tế tự cúng dường không bằng một phút kính dường thánh nhân. Ở đây nói rằng một con người mà đã trong năm là tế lễ, đi đền chùa để mà cúng bái, mà với cái tâm vừa là mê tín, hay là với cái tâm mà nghĩ đến thần linh, thì không bằng một phút được đảnh lễ, được nghiêng mình, được cúng dường những cái bậc đang tu tập, những cái bậc đang chứng ngộ, đang giác ngộ, và những bậc giải thoát từ sự giác ngộ đó. Chúng ta nói là tứ sông bát bối. Về điểm này thì chúng ta phải nhận thức rất rõ, phải nhận thức rất rõ, bởi vì nó tạo nên một cái nền văn hóa, và nền văn hóa của Phật giáo. Lấy một cái ví dụ là một người Phật tử có tâm thành đến chùa để cúng dường đến chư tăng. Nếu cũng bữa ăn đó, dọn lên bàn đó, mà chư tăng ăn á, mà trong cái sự quên mình, nói năng quên mình, thì hả, ăn chỉ tập trung chú vào đồ ngon, thì Phật tử cũng có phước. Nhưng mà cái phước đó nó không bằng chư tăng trước khi thọ thực quán tưởng. Quán tưởng một cái chân chánh, gọi là chân chánh quán tưởng. Và thọ thực này, mình ăn uống không phải để làm đẹp, không phải để tráng kiện, không phải để vui đùa, mà thọ thực đây là để duy trì cái mạng căn, duy trì mạng sống, hầu để tu tập và để diệt cái khổ đã có và ngăn ngừa cái khổ chưa phát sinh, vân vân. Thì chư tăng mà chịu dành những giây phút để chân chánh quán tưởng khi mà thọ nhận bất thực, thì cái phước của vị thí chủ rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Những vị đó khi mà chân chánh quán tưởng như vậy là tự tâm tu tập, tự mình nhắc mình, tự mình đối diện với phiền não, giảm thiểu đi phiền não, thì thí chủ cũng có phước rất lớn. Vì vậy chúng ta nhớ rằng trong một cái cuộc bố thí đó, thì nó có ba yếu tố mà luôn luôn rất là quan trọng. Đó là tâm thí, cái tâm mình làm việc bố thí có trong sạch không, có tư lương tốt không, có chuẩn bị tốt không. Như là
biết suy nghĩ trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Tâm thí là một lẽ, vật thí cũng là một lẽ. À, cái vật thí, cái vật đó nó có đáng trọng, cái vật thí nó có đáng quý tùy theo cái khả năng của mình hay không. Và điểm thứ ba chúng ta gọi là đối tượng thí. Dạ, đối tượng thí tức là cái người nhận đó mà càng trong sạch, càng ít có ái nhiễm thì cái phước báo càng nhiều. Dạ, khi mà mình cho, mình cúng dường bởi cái người nhận đó, họ là những chúng sanh rất là tham đắm với những điều đó, thì cái phước lại không nhiều. Như là một cái bậc sống cầu viễn ly, những bậc tu tập, những cái bậc trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát, càng thanh định đó, thì cái phước báo của vị đó càng nhiều. Và cái cao điểm của sự thanh định mà Phật Pháp dạy đó, đó là những vị giác ngộ và giải thoát, mà ở đây chúng ta gọi là bốn đạo và bốn quả. Dạ, bốn đạo bốn quả. Về điểm này thì chúng ta nên ý thức rõ rệt. Bây giờ thì chúng ta trở về lại với cái quan niệm mà thường thức. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta sống ngày hôm nay, chúng ta không biết ai là vị chứng đạo, ai là vị chứng quả. Nhưng mà có hai điều rất là chắc chắn, hai điều rất chắc chắn mà chúng ta rất nên biết. Một đó là chúng ta cúng dường bố thí đến những vị đang tu tập thì đã có phước nhiều hơn là. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng tôi về các quốc gia Phật giáo, thưa quý vị, chúng tôi tận dụng rất nhiều thời giờ để đi để bát tăng hay là cúng dường ở tỉnh những Phật học viện mà càng đông càng nghèo học pháp, như các thiền viện, thì ở đó là một những cái nguồn phước rất là lớn. Di tiệc nhập lại, thưa quý vị, mà học ngày đêm chùa thì điều đó thế nào người ta nói lớn lá dày cơm, thế nào cũng có phước, phước rất là lớn. Và điểm thứ hai nữa đó là khi chúng ta cúng dường mà mình không có kỳ vọng gì ở những vị đó, mình cúng dường bằng tâm rất là thường cũng nhẹ nhàng, và các vị nhận cũng nhẹ nhàng, không ai ràng buộc ai, thì thưa quý vị, điều đó là một cái phước lớn. Nói tóm lại là mình hiểu Phật Pháp thì mình thấy rằng những vị nào tu mình nên quý. Ngày hôm nay đó, ở trong các ngôi chùa có một điểm rất là sai lầm, bởi càng ngày càng trầm trọng ở các ngôi chùa đó, đó là trong chùa người ta thường trọng những người có máu mặt, những người có thế lực, những người có tiền. Nhưng mà thật ra trong cái nhìn của đạo đó thì chính những người tu tập là những người mà quý nhiều hơn. Chúng tôi nói quý vị là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, khi người ta vào trong chùa đó, thì cái người nào mà tu bất quan cây giới, có nhiều khi ở tại quốc gia Phật giáo, người ta gọi là cư sĩ áo trắng, tức là vào ngày bất quan cây giới họ đến chùa, họ mặc cái áo trắng và họ đắp cái khăn giới lên, thì những người khác biết rằng họ đi ngày đó là ngày đó người ta thọ trì bất quan cây giới, họ là những cư sĩ. Nhưng mà những Phật tử khác cũng rất là quý, quý lắm, họ dọn cơm riêng, họ có cái đặc biệt để cho các vị ăn đúng giờ, và họ quý những người tu như vậy. Ngày nào mà tất cả chúng ta những người con Phật mà còn quý những người tu và đặt để cái giá trị đó là giá trị cao quý đó, thì thưa quý vị, Phật Pháp còn hưng thịnh. Bởi vì chúng ta quý cái giáo Pháp, chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật, và chúng ta xem những đối tượng đó là đối tượng thí, cao quý, có nhiều phước lành. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về những cái bậc gọi là xứng đáng được cúng dường, thì Đức Phật đề cập đến tứ sông bát bụi, tức là bốn đôi hay là tám vị. Bốn đôi tức là sơ đạo sơ quả là một, nhị đạo quả là hai, tam đạo tam quả là ba, tứ đạo tứ quả là bốn. Bát bối thì chúng ta tính rẻ, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Dạ, chúng ta tính như vậy. Thì mình phải hiểu rất là rõ, mình mới thấy được cái giá trị của những bậc này. Dạ, mình hiểu là tại sao trên phương diện nhân quả, tại sao trên phương diện tư duy, tại sao trên phương diện mà
mình tạo phước đó, mà những vị này là phước điền cao quý, thì biết như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta mới thể làm được những điều mà chúng ta gọi là nên cúng dường, nên phụng hiến, nên tạo phước. Và hiểu được điều đó, chúng ta sẽ rất hoan hỷ ở trong đời sống khi mà có dịp mà chúng ta làm phước. Chúng tôi có được những lần trong cuộc đời mà không bao giờ quên được. Đến một nơi mà những cô tu nữ tuy rất là nghèo nhưng mà tu hành rất là tinh tấn, học hành mỗi ngày, hành thiền mỗi ngày, có cả hàng trăm, có khi 500-700 vị như vậy. Thì thưa quý vị, chúng tôi không cần biết là như thế nào, nhưng mà mình đến đó, mình mang những đồ đến cúng dường đó, mình về mình cảm thấy rất là hoan hỷ. À, những vị này tu tập ở nơi thâm sơn cùng gốc, mà cả hàng trăm vị mà trong điều kiện mà khó khăn mà vẫn tu tập như vậy, thì chứng tỏ các vị là có cái tâm tu, tâm rất là trong sạch. Nếu không người ta đã bỏ rừng về phố, về thành thì có cuộc sống tốt hơn. Thì khi mà mình làm điều đó mà mình vừa hiểu Phật Pháp mà vừa gặp cái cơ duyên như vậy đó, thì thật sự rất là đáng hoan hỷ để làm. Do vậy, một lần nữa chúng ta nên nhắc rằng một cái vị mà đang thúc liễm thân tâm, đang sống tự chế, đang đoạn phiền não hay sống với phiền não, và quý vị qua vị chờ một chút. Dạ, hello. Hello. Dạ, được rồi. Dạ. Dạ, dạ khỏe, được rồi. À, dạ, không được rồi. Dạ. Dạ, tại vì có một vị hòa thượng mới mất á, giờ phải giữ cái đám tang. Dạ, dạ vâng, dạ. Dạ vâng, dạ, dạ đừng tới nữa, được rồi. Dạ, dạ vâng. Dạ, ở bên Nam Cali, được rồi. Dạ. Dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ, xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta, khi mà mình suy tưởng đến điều này đó, là trong cuộc đời này chiến thắng không có quanh liệt, không có cao quý bằng chiến thắng chính mình. Và cái chiến thắng chính mình đó, nói một cách cụ thể là chiến thắng được phiền não, và được sự trói răng của phiền não. Khi nào mình hiểu được câu đó một cách thấm thiết đó, thì mình mới hiểu tại sao bốn đạo bốn quả là cao quý. Mình hiểu bốn đạo bốn quả là cao quý thì mình mới hiểu tại sao giờ tám bậc thánh đó là tám bậc được gọi là xứng đáng cúng dường, gọi là cái đối tượng phước cao quý trong cuộc đời. Và khi mình hiểu như vậy thì mình thay đổi hoàn toàn cái tính lý và sự thực hành tôn giáo. Đa số chúng ta thực hành, chúng ta làm phước, chúng ta cầu nguyện, nó rất là nó thuần về tín ngưỡng dân gian. Mình đem nải chuối cúng dường, thậm chí cúng dường rất lớn, xây chùa to Phật lớn, làm cái gì nó rộn ràng, nhưng mà chúng ta lại không hiểu được cái tính lý quan trọng của cuộc sống. Và mình bây giờ càng lúc, thưa quý vị, chúng ta càng nặng về hình thức, càng lúc chúng ta càng nặng về cái hào nhoáng ở bên ngoài, và chúng ta quên đi cái giá trị sâu xa. Chúng ta là con của Đức Phật, lắng nghe lời dạy của Đức Phật và nghe cho kỹ, hiểu cho kỹ thì chúng ta mới làm chính xác được. Và đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử nhân cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì bà Thượng Tọa Tiểu Sư không biết là Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa nghe được kính thỉnh Thượng Tọa hãy nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Và dường như Thượng Tọa Tiểu Sư không có mặt ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng có ở trước máy và Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng, dạ, dạ, thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng nói cho vài lời trong lúc xong các câu thảo luận, kính thỉnh Thượng Tọa. Hello. Dạ. Thì hôm nay thì mình đã học đến 8 pháp rồi. Và cái bài học 8 pháp hôm nay đó thì chúng ta về 8 cái bậc thánh nhân. Thì thường thường thì ở trong thế giới này thì tất cả chúng sanh
khi mà muốn bước vào cái con đường thánh đạo đó thì phải thực hành, phải nghe lời của chư Phật để thực hành. Mình gọi chung là những cái pháp ba la mật. Từ những pháp ba la mật như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, kham nhẫn ba la mật, chân thật ba la mật, từ tâm ba la mật, chí nguyện ba la mật, rồi hành xả ba la mật. Thì 10 cái ba la mật đó, thì các Đức Phật ngày ra đời, ngày đều thuyết giảng, mà trong cái bài kinh 40 Đại Pháp có nói đến cái chánh kiến đưa đến sanh y, và chánh kiến đưa đến đạo chi. Cái chánh kiến đưa đến đạo chi là bốn đạo, bốn cái tầng thánh. Nếu mà nói chúng ta nói tám thì nói về cái tâm đạo và tâm quả. Nhưng mà trong thì đàm trong người thì có phân 12 người, nhưng mà thực sự ra chỉ có 8 hạng người thôi. Người đạo thì chỉ có một sắc na thôi. Thì chúng ta cũng thấy như là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, mà tâm đạo sanh lên sau sắc na đạo thì qua sắc na quả. Với một người mà gọi là cái tục sinh bằng cái tâm hữu trợ đó thì có hai sắc na quả, có sắc na chuẩn bị. Nhưng ngược lại cái người mà tục sinh vô trợ đó thì họ không cần sắc na chuẩn bị, mà họ chỉ có cận hành thuận thứ chuyển tộc đạo. Với Đức Phật á, ngài biết được cái tâm tục sinh của chúng sanh, nên chúng ta thường gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, hoặc là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, hoặc là tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Chính bốn thứ tâm thiện dục giới hợp trí nó cho ra bốn cái tâm quả dục giới hợp trí tương ưng để đi tái sanh. Và những cái người này đắc đạo quả thì Đức Phật này biết như vậy, nên chúng ta thấy cái sắc na đạo chỉ có một sắc na thôi, rồi qua đó là sắc na quả. Thì sắc na quả đối với người trì, mình gọi là trì căn á, là người hữu trợ đó, thì có hai sắc na quả, nhưng mà người vô trợ thì có ba sắc na quả vì không có sắc na chuẩn bị. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với cái tám cái bậc thánh nhân này đó, vì đoạn trừ được những cái tâm bất thiện, nên trong kinh Pháp Cú có nói rằng cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người lìa tham do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người lìa sân do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người lìa si do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người lìa dục do vậy được phước lớn. Thì cái được phước lớn ở đây thì chúng ta hiểu rằng đối với các bậc thánh, vì các ngài tu cái kiếp cuối cùng các ngài chọn con đường, nghĩa là xuất gia sống gia đình để thành tựu được cái đạo quả cao thượng và nối truyền cái huệ mạng của vị Phật chánh đẳng giác. Khi mà ngài tự mình chứng ngộ, ngài thuyết giảng cho các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật nghe và thực hành theo để đắc đạo Tu Đà Quần, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán. Nếu chúng ta gọi là tâm đạo Tu Đà Quần, tâm quả Tu Đà Quần, tâm đạo Tư Đà Hàm, tâm quả Tư Đà Hàm, tâm đạo A Na Hàm, tâm quả A Na Hàm, tâm đạo A La Hán, tâm quả A La Hán, thì gọi là tám cái bậc thánh nhân. Thì tám cái bậc thánh nhân này đó thì còn hơn trời Đế Thích, hơn trời Phạm Thiên, hơn vua Chuyển Linh Thánh Vương. Ở trong cõi đời này thì cái vị nào cao quý nhất thì cũng không bằng cái vị thánh Tu Đà Quần. Chính vì như vậy nên cái thánh đạo Tu Đà Quần là cái sự chấp luân hồi. Vì thường thường chúng ta biết rằng chúng ta luân hồi trong đời đó, thì chúng ta làm khổ người rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào những đời vua chúa mà họ tàn bạo đó, thì họ giết biết bao nhiêu người, họ thôn tính biết bao nhiêu cái vương quốc, họ bắt giết biết bao nhiêu người. Nên thường thường chúng ta thấy đối với Đức Phật của chúng ta đó, ngài kể là những kiếp mà làm vua đó, thì ngài chia cái vương quốc cho người ta nhỏ để cai trị. Và cái sự cai trị một vương quốc nhỏ như vậy đó, để cho mình lo tròn cái phận sự vua đối với cái người dân, giúp cho họ được cái hạnh phúc. Còn khi mà vua chúa mà cai quản rộng lớn như vậy đó, thì rất là nhiều, chúng ta thấy những cái đất nước mà rộng lớn đó, thì những cái người mà họ đứng đầu á, họ đứng đầu một cái tỉnh,
thì họ cũng giống như là một vị vua một vùng, nhưng mà họ không có tuân theo cái luật lệ. Có thể họ có những cái ý nghĩ, những cái tham muốn riêng của họ, nên họ làm khổ những người khác. Và chúng ta cũng thấy một điều là Đức Phật này nói về cả cái bậc mà tu hành đó, ở trong quá khứ đó, thường là những vị vua mà chuyển lên thánh vương đó, thì những vị này luôn lấy những cái giới như là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, và những vị đó đó dạy thế gian để tu tập đó. Những vị đó là những vị Phật tổ tương lai ở trong cái kinh kinh Khởi Bổn Nhân Thế, những kinh Trường Bổ có nói về một cái vị vua đầu tiên được người ta bầu lên làm chuyển lưng ấy, thì thường thường là những vị đó là những cái vị sẽ thành Phật tổ trong cái địa cầu đó, là một vị Phật tìm ra cái con đường giác ngộ. Và Đức Phật thì cũng nói rằng đối với đạo quả Tu Đà Hoàn đó là một cái quả vị cao thượng. Và chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật ngày kể lại tiền thân của ngài là Quê La Má đó. Quê La Má lúc bấy giờ vua đó rất là giàu, mà tiền thân của Đức Phật khi gặp một người đó, ngài bố thí cả trăm cái bát vàng luôn ngài. Nhưng mà lúc bấy giờ ngài không có một người giữ năm giới, cũng không có một vị thánh Tu Đà Hoàn, tức là Hàm A Na Hàm A La Hán. Nên lúc bấy giờ ngài nói với ông Cấp Cô Độc đó, bây giờ ông Cấp Cô Độc đó, là bố thí có tám bậc thánh nhân, có vị Phật chánh đẳng chánh giác, với những cái vị đa văn thánh đệ tử, những cái vị chứng thiền, những cái vị có giới thanh tịnh, những vị tỳ khưu 220 giới, hoặc là những vị sa di có 10 học giới và 75 ưng luật pháp, hoặc là những người cư sĩ có bát quan đa giới, những người cư sĩ thường cũng có năm giới. Như vậy thì ông Cấp Cô Độc bố thí cúng dường cho mọi người như vậy đó, thì ông rất là cái phước to lớn. Đức Phật ngài nói như vậy để chúng ta biết rằng có những cái thời kỳ không có một vị thánh nhân nào mà người muốn bố thí cúng dường đó, như là đức cái đức Quê La Má đó, tiền thân của Đức Phật đó, có thể bố thí 100 cái bát vàng cho người ta, nhưng mà so sánh với cái phước bây giờ đó, thì không có bằng, không có bằng, vì những cái bậc thánh là những cái ruộng phước điền mà gọi là phì nhiêu đó. Thường thường thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó mà không trở thành cái phước điền to lớn đó, vì chúng ta có cái tâm tham tà kiến mà chúng ta hưởng những cái dục lạc. Chính cái tâm tham tà kiến mà chúng tôi nói với vị, mình làm việc sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Mình làm cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì chính là bốn tâm tham hợp tà này nó gây ra bao nhiêu cái tội ác. Và Đức Phật ngài cũng nói không có, trong đời này không có gì bận nhơ bằng cái tà kiến. Một cái người mà tà kiến thì cái tội ác gì họ cũng làm được. Chúng ta thấy bây giờ những cái người chủ trương đoạn kiến họ nó chết là hết đó, những người đó rất là ác. Dù là những người đó họ có thể là gây dựng một cái đế chế, nhưng mà họ nếu mà họ nghĩ rằng chết là hết đó, thì những người vua chúa đó họ rất là ác. Còn những người mà nghĩ chết là còn đó, thì họ cũng còn nghĩ rằng có một cái gì đó, một cái linh hồn sau khi chết. Và cái linh hồn đó thì cũng ít nhiều gì họ cũng nói về cái sự nhẹ nhàng của linh hồn, hoặc là sự nặng nề của linh hồn bằng cái việc làm thiện làm ác. Do cái truyền thống của chư Phật ba đời để lại ít nhiều trong cái tâm tư của thế hệ của loài người, và nhất là những người mà họ họ sanh làm người, họ có tâm tu tập đó, họ thường giáo dục con của mình đó, là có nhân quả, có những thiện ác. Chính vì những điều đó, đó làm cho những cái con người họ nghĩ rằng có một cái gì đó sau khi chết, có một linh hồn gì đó, nhưng mà chính họ lại hiểu một cái hơi bị lầm lẫn là họ nghĩ rằng ông trời là ông trời hoài, mình cầu xin ông trời, hoặc là ông thần là ông thần hoài, hoặc là bà chúa là bà chúa hoài, như chúa sứ, chúa tiên, những bà vũ thiên bần nữ hay bà âm, thì họ nghĩ rằng những người đã được mình cầu nguyện hoài. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật ngài không nói như vậy. Ngài nói những chúng sanh đó là những người có phước, họ cũng có thể giống như vua chúa vậy đó. Nếu mà vua chúa có đạo đức đó, mình có thể tới dinh xin vua chúa được. Nhưng mà nếu mà vua chúa mà ác ôn đó, thì họ rất là tàn bạo. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng chư thiên họ cũng có tài chư thiên và chánh chư thiên. Chư thiên đó, thì có thanh tịnh chư thiên đó, là chư thiên đặt đạo quả thánh nhân đó, thì chư thiên này mới không có tội lỗi thôi. Hoặc là tội lỗi vị này không có giấu giếm. Chúng ta thấy một vị thánh Tu Đà Hoàn phạm cái tội nhỏ thôi, vì nó cũng không giấu giếm, vì nó cũng khai báo. Chính vì cái vị đó không có tà kiến nữa,
Nên những vị chư thiên thanh tịnh á, là chúng ta hiểu rằng những cái vị đó là những vị thánh. Còn chư thiên á, thì họ cũng vẫn có những cái lầm lẫn mà Đức Phật ngày đi ví dụ trong cái bài kinh Song Tầm á, ngày nói ma vương đó là ai, là Chúa Tha Hóa Tự Tại. Là ma vương đó thường đó bày ra những cái vị mà sai lầm để chúng sanh rơi vào đau khổ, còn Đức Phật thì ngày dạy cái gì đó là đoạn trừ những cái kiến chấp. Nên một cái chúng sanh nào mà khi mà họ còn những cái kiến chấp đó, thì đó là cái tà kiến ma ngại, có thể là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, quả kiến, vô hành kiến. Ở vị thánh tu đồ quần thì không còn những cái tà kiến đó quý vị. Nên chúng ta thấy vị thánh tu đồ quần còn hơn vua Chuyển Linh Thánh Vương, còn hơn Đức Trời Đức Thích, còn hơn trời Phạm Thiên. Và chúng ta thấy Phạm Thiên bắt khá vẫn tà kiến, vì cái bốn tâm thân hợp tà đối với Phạm Thiên nó vẫn còn quý vị. Nên thường thường quý vị biết rằng học A Tỳ Đàm mà nói về tám cái hạng người cõi vô sắc, một là phàm tam nhân, bảy bậc thánh, trong đó có vị thánh quả tu đồ quần sanh lên cõi không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi thiên xứ. Thì ở trong đó đó thì kể, khi mà kể đến tám hạng, bảy hạng thánh nhân và phàm đắc thiền, bốn thiền vô sắc đó, thì cũng thấy cái người sanh lên cái cõi đó, cái tâm sanh lên cõi đó, thì cũng có người tam nhân họ sanh lên cõi đó, cũng có vị thánh tu đồ quần, vị thánh thánh quả tu đồ quần, thánh đạo tư đà hàm, thánh quả tư đà hàm, thánh đạo a na hàm, thánh quả a na hàm và thánh đạo a la hán, thánh đạo thánh quả a la hán. Bảy bậc thánh đó, vì các vị đã ở cõi đó lâu dài, vị đó tu tập đó, vị đã đắc đạo quả rồi có thể viên tịch niết bàn trên cõi đó, hoặc là đắc lên những cái tình thánh cao hơn, rồi từng tự niết bàn luôn. Chính vì điểm đó nên đó, khi mà nói đến một cái phàm nhân đó, thì họ vẫn còn tám cái tâm tham, dù là họ đắc thiền vô sắc, nhưng mà họ vẫn có tám tâm tham đó, họ cũng vẫn có cái lộ ý môn, có nghĩa là khai ý môn rồi động lực, động lực thì cái động lực đó đó nó vẫn là những cái động lực tham, mà có tám cái tâm tham nó vẫn sanh khởi. Họ thấy ngũ quẩn hay là tứ danh quẩn, tuy là họ không có sắc quẩn, nhưng họ vẫn thấy cái ngũ quẩn, cái sắc quẩn, cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của mình đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nên họ vẫn có cái tà kiến, dù họ không có thân, họ không có thân để nói đến thân kiến. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng một cái người sanh lên cõi vô sắc đó, họ không đắc được đạo quả tu đồ quần để diệt thân kiến. Khi họ sanh lên cõi vô sắc, họ không có thân đó, thì họ không thể nào đắc đạo quả tu đồ quần được. Họ không có cái phương pháp tu tập thân quán niệm xứ. Mà nếu mà họ đã qua cái đề mục thân quán rồi đó, họ còn bốn danh quẩn là thọ tưởng tâm, thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn đó, thì họ có thể tu thọ xứ để họ đắc đạo quả cao hơn được. Nếu mà họ là phàm nhân mà sanh lên cõi vô sắc đó, thì họ cũng vẫn lộn đầu xuống cõi người và cõi dục, mà xuống cõi người và họ rơi xuống cõi khổ như thường, chứ họ không có phải là đắc, có thể là vượt khỏi được cái sự khổ đau. Chính vì điểm này cho chúng ta thấy rằng chúng ta có cái thân, Đức Phật người nói rằng mình tu thân quán niệm xứ được. Cái thân của mình như là ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, ngủ nghỉ, tắm rửa đó, là những cái nỗi khổ của chúng ta. Nhưng mà chính chúng ta đó cảm những cái nỗi khổ đó thì chúng ta mới diệt được cái thân kiến. Chúng ta mới thấy thân này không của mình. Nên thường thường quý vị lúc nào quý vị ăn rồi quý vị nghĩ rằng mình sẽ đại tiện, uống rồi mình sẽ tiểu tiện. Mà không có ăn thì đói khát, đói không có uống thì khát. Mà không có đại tiện thì cũng khổ kinh khủng, mà không có tiểu tiện thì cũng khổ kinh khủng, mà không được ngủ cũng khổ kinh khủng, và không được tắm rửa cũng khổ kinh khủng. Mà nên chúng ta nghe những cái con người mà như bên châu Phi hiện giờ họ quậy xình no, họ ăn mà không có nước tắm, họ phải xuống tắm những cái dũng mà trâu nằm đó, họ vẫn múc nước đó lên tắm, vì cái thân thể họ cũng phải xối nước cho những cái mồ hôi nó bám vào trong da của họ nó sạch sẽ, hoặc là họ phải rửa vệ sinh lúc họ đi tiểu tiện hoặc là đại tiện. Chính vì điểm này đó, nên đó, Đức Phật nói mình có cái thân đó, mà khi mình thấy cái thân khổ đó, thì mình dựng cái thân kiến. Mình thấy khổ, thấy vô thường, thay đổi ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, ngủ nghỉ, rồi tắm rửa, mà mình phải làm mỗi ngày như vậy. Nên nó thường thường khi mà chúng ta suy xét được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cõi dục của chúng ta đó, cõi người chúng ta có thân là có cái sự khổ. Nhưng mà Phạm Thiên không có thân thì không thể nào tu tu cái thân quán niệm xứ để đắc được đạo quả tu đồ quần, để diệt được cái thân kiến. Đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải suy xét để chúng ta thấy rằng
Tại sao bốn cõi vô sắc là không có vị thánh đạo tu đầu quần, mà chỉ có vị thánh quả tu đầu quần và một phàm tăng nhân, là những cái người đắc được thiền, họ sanh lên cõi đó, nhưng mà họ vẫn lộn xuống cõi dục giới. Họ có thể rớt xuống một ngạ quỷ súc sanh Atula. Như là trong cái Phật Độ Nanh Đà có kể về những cái vị phạm thiên vô sắc mà sanh xuống làm rắn, làm những con chồn, sau lần tái sanh làm người rồi rớt xuống làm chồn, làm rắn, làm dạ can. Thì chính vì những cái vị đó, tuy rằng nó vị đó vượt qua sắc, vì nhàm chán cái sắc thân này là đói khát hoặc là biến hoại, vị đó vượt qua cái sắc tưởng, nhưng mà vị đó không thấy được cái sắc quẩn, nó cũng có cái lợi ích, không thấy được sắc quẩn. Nên thường thường Đức Phật nói rằng những cái thiền chứng nó vẫn có vị ngọt, nhưng vẫn có nguy hiểm là như vậy. Còn khi mà chúng ta có, ở đời chúng ta có vị ngọt, chúng ta cũng có nguy hiểm của thân này, có vị ngọt của thân, có nguy hiểm của thân. Nhưng mà rồi chúng ta giống như người mà té trên đất thì chống trên đất thôi. Chúng ta có cái thân, chúng ta khổ, thì cũng từ cái thân chúng ta mà chúng ta diệt khổ được, người khổ luân hồi được. Cái thành đạo tu đầu quần sanh khởi thì diệt được thân kiến. Nếu mà chúng ta không có cái thân á, thì như là cõi vô sắc á, mà chúng ta không đắc được đạo tu đầu quần, sanh là người quả tu đầu quần, mà sanh lên đó để tu thọ quán, tâm quán hay pháp quán định xứ đó, thì đó là một cái nguy hại của những người đắc thiền. Chúng ta không thấy, nhưng mà Đức Phật ngày trình bày cho chúng ta biết như vậy. Như vậy á, thì trong các hạng người á, mà cái thánh đạo tu đầu quần mà chúng ta đắc được đó, thì cái sự luân hồi của chúng ta nó, Đức Phật nó còn rất là ít. Cái sự luân hồi của người mà chưa đắc đạo quả tu đầu quần được Đức Phật là ví dụ như cát sông Hằng trôi ra biển cả. Thì quý vị thấy Hy Mã Lạp Sơn á, những cái dòng suối băng á, nó chảy xuống từ cái sông Hằng, và cái sông Hằng nó chảy đến cái miền Tây nước Việt của chúng ta, thì một cái con đường nó dài kinh khủng như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngày đem cái hình ảnh ví dụ đó, số cát trong sông Hằng đó, cũng giống như là vị thánh tu đầu quần từ bỏ được cái số cát trong sông Hằng, chỉ còn lại không 7 lần luân hồi cõi dục thôi. Số cát là được ví dụ như ở trên nắm tay thôi, nhưng mà số cát được từ bỏ nó nhiều như cát sông Hằng nhiều quý vị. Nếu quý vị thấy rằng một hộp cát là một kiếp sống, như vậy thì không thể nào mình tính đếm được. Nên nhiều khi quý vị có thể suy nghĩ vị thánh tu đầu quần đó, Đức Phật nói rằng mình tu mình luân hồi các Đức Phật. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật Gotama, ngài đã tu 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, 4 A Tăng Kỳ khỏ ký. Có nghĩa là ngài đã trải qua 20 A Tăng Kỳ, một con số 20 với 140 số 0. Nhưng mà rồi ngài đã thành Phật. Nhưng mà chúng ta chưa thành thánh tu đầu quần. Chúng ta còn luân hồi kinh khủng lắm. Còn luân hồi rất là kinh khủng. Mà cái sự luân hồi chúng ta đó không có thể nào tìm được đến lúc nào chúng ta có thể giải thoát. Trừ khi nào chúng ta đặt đạo quả tu đầu quần, nó số cát mà chúng ta còn luân hồi giống như nắm tay, còn số cát và từ bỏ giống như sông Hằng trôi ra biển cả, được Đức Phật về ví dụ như vậy. Thì khi mà nó học đến 8 hạng người đó, là cái hạng thánh đạo tu đầu quần, vị này có luân hồi cũng không quá 7 lần đắc đạo quả A-la-hán. Những vị mà luân hồi một lần như vị thánh Tư Đà Hàm, A-na-hàm sanh về năm tịnh ngư thiên, A-la-hán thì viên tịch Niết Bàn, là những vị thánh mà không còn làm khổ đời, không còn tâm tham tà kiến, không còn hoài nghi và không còn giới cấm thủ do tà kiến mang lại. Những cái lối tu hành sai lầm của lục sư ngoại đạo mà Đức Phật này nói giống như một cái lưới để bắt cá, chúng sanh đó, giống như là những con cá bơi trong cái vòng luân hồi này, như là tam giới bị mắc vào những cái lưới tà kiến của các cái vị ngoại đạo sư, như là Mắt Lý Gô Sá Lá, hoặc là Nata Buddha, hoặc là Sanh Chá Giá Bela Tham Buddha. Thì những cái vị ngoại đạo đó có những chủ trương, về những cái chủ trương sai lầm về cái sự hiểu biết về cái ngũ uẩn này. Chỉ có Đức Phật, chỉ có Đạo Phật, Đạo Phật mới nói về cái sự khổ của ăn uống ngủ nghỉ đại tiện tiểu tiện, rồi cái sự khổ của tắm rửa. Những cái tôn giáo khác thì họ không có nói như vậy. Họ có thể cho mình ăn bánh thánh, họ có thể rải nước thánh, làm cái gì đó có thể rửa tội cho mình. Nhưng Đức Phật nói cái tội đó nó là cái tà kiến do mình tham ái cái thân xác này, cái danh và cái tâm và cái thân của mình, chính cái đó là cái tà kiến ngũ uẩn. Và cái tà kiến ngũ uẩn đó, khi nào chúng ta thấy được cái tà kiến ngũ uẩn đó, đó là tội lỗi.
Nên thường thường những người do cái tà kiến đó mà họ làm việc sát sanh, làm việc tà dâm, làm việc trộm cắp. Bởi vì chúng ta thấy ở trên đời này, khi một người bất cử là vua chúa, trong cái bài kệ mà Đức Phật ngày dạy cho thanh niên Uttara đó, mà thanh niên Uttara nói rằng, bài kệ đó hỏi là tại sao gọi là vua, gọi là vua có bụi trên đầu, mà tại sao gọi là không có bụi trên đầu. Vua để chỉ cho những cái người bất luận là chúng sanh nào có bụi trên đầu là có phiền não trong mắt, tai, mũi, lưỡi do xúc chạm cảnh sắc cảnh thinh, rồi khởi lên cái tâm tham muốn tà kiến, trộm cắp, tà dâm, và mình giết hại để mình đạt được những điều đó. Thì chúng ta thấy ở đời vua chúa, những cái vị vua bây giờ họ dù là họ có cái quyền thế lực, họ muốn được những cái gì hưởng thụ, ai mà không vừa lòng họ hoặc là mất cái lợi tức của họ đó, thì họ đem bom nguyên tử đó, họ dội vào những cái xứ sở đó cho người ta chết. Họ khai thác những cái tài nguyên từ đất nước của họ, bắt bớ những người phụ nữ, tước đoạt những cái tài sản là vàng bạc được khai khoáng. Thì chúng ta thấy xưa nay đó, dù là vua chúa hay là con người, bất luận là những con người nào, thì Đức Phật này cũng đều nói do cái tham tà kiến mà mình sống với bát tà, mình gọi chung là bát tà, từ cái tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Nhưng mà thật sự ra bát tà đó, mình nói đến cái tà tinh tấn thì mình thấy rằng chính cái tà kiến là cái nguy hiểm nhất. Còn trong tâm thiện thì có chánh kiến, cái tâm bất thiện thì có tà kiến. Và tà kiến đó để hưởng thụ thân xác này, nên họ làm việc tà dâm. Tà kiến này họ làm việc trộm cắp, họ muốn lấy được cái tài sản của ai đó, họ cũng dùng thân để họ lấy. Rồi họ có cái sự sát sanh, khi mà trái ý nghịch lòng của họ thì họ dùng cái thân của họ để họ sát hại. Thì chúng ta thấy dù là bây giờ đó có người khoa học hiện đại đến đâu đó, thì Đức Phật cũng không ngoài thân mà tâm, như là tâm có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Nhưng mà những vị thánh tu đồ quần đó, thì diệt được cái tà kiến ác rồi. Chính cái tà kiến ác là những cái gì hệ lụy đau khổ chúng sanh nhất. Nên cái vị thánh tu đồ quần mà diệt được cái tà kiến và cái giới cấm thủ, cũng như hoài nghi, con cái sự lưỡng lự trong con đường luân hồi, cái sự lưỡng lự trong cái sự lời dạy của Đức Phật, cái sự giác ngộ của Đức Phật mình còn lưỡng lự, phân vân, mình chưa tự tin được những cái gì mà Đức Phật này thuyết giảng về cái sự khổ của ngũ uẩn. Bây giờ thì con không biết là Thượng Tọa Nhất Đẳng có soạn được cái câu thảo luận nào không. Bây giờ thì không thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng soạn câu thảo luận nào hết. Bây giờ không thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng soạn được câu thảo luận rồi. Thôi thì giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại để Thượng Tọa điều hợp cái phần thảo luận. Dạ, bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Chứ thực sự thì kính trên thì tôi hấp đăng, thực sự thì dọn các câu thảo luận rất là nhanh thôi, nhưng mà vì thường thường là nhờ chư vị giảng sư tiếp lời, thấy quý ngài đang nói chuyện thì không muốn gián đoạn, không muốn cắt ngang thôi. Khi nào chư tăng và tiếp lời thì chư tăng muốn nói khi nào nói, thì những cái câu thảo luận có sẵn quý ngài đừng lo lắng. Bây giờ thì xin bắt đầu với câu trắc nghiệm số 1. Thưa Thầy Thiền Sư, Thiền Tọa có mặt trước máy và Thiền Tọa có nghe được không? Nếu Thiền Tọa Thiền Sư đang có mặt trước máy, xin thỉnh Thiền Tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Dạ. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Người Phật tử hiểu pháp Đức Thế Tôn dạy, khi nghĩ đến cúng dường tạo phước thì đối tượng nào sau đây được hướng đến? A là bậc thanh tịnh, hay đang thực hành hướng đến sự thanh tịnh. B là thần linh, tức là những bậc nào mà mình thờ mà linh thiêng đó, thì mình cúng dường. C là cô hồn. Thật ra có một điều hơi buồn cười là một số lớn những người Phật tử chúng ta cũng thờ cô hồn, cũng cúng cô hồn. Đây là linh vật. Linh vật là những vật mà chúng ta thấy là linh. Thí dụ như là ngay cả mình thấy từ Phật bằng ngọc á, thì cũng linh hơn từ Phật bằng đá. Còn rất nhiều linh vật nữa. Thì quý vị thử xem câu A, B, C chúng ta chọn câu nào. Xin mời quý vị và kính thỉnh thì Tòa Thượng Sư hoàn thiện cho đáp án. Yeah.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch thưa Tương Đức, kính thưa quý vị, câu trách nhiệm người Phật tử hiểu pháp Thế Tôn dạy, khi nghĩ đến cúng dường tạo phước thì đối tượng nào sau đây được hướng đến? Đối với một người Phật tử đã hiểu, đã gọi là hiểu pháp Thế Tôn dạy rồi, thì cái chuyện mà nghĩ đến cái đối tượng cúng dường để cúng dường là linh vật thì cái chuyện nó không khó đối với Phật tử. Đối với người Phật tử cũng không có nghĩ đến cái việc cúng dường, cái đối tượng cúng dường là cô hồn, không có cúng cô hồn. Còn cô bê thì đối với vị thần linh thì người Phật tử cũng không có nghĩ đến, bởi vì đã hiểu được pháp Thế Tôn được. Mà dựa vào trong bài kinh hôm nay là tám hạng người đáng được cúng dường, thì trong đó là tám bậc thánh hoặc là bậc đang thực hành hướng đến để chứng đắc quả thánh, thì đó là tám hạng người sẽ đáng cúng dường, như bậc tu đồ quần hay là bậc đang thực hành để đắc chứng quả tu đồ quần. Thì do vậy trong bốn đáp án ABCD thì ở đây người Phật tử chúng ta chắc có lẽ Phật tử chúng ta chọn câu A hết. Dạ thưa, dạ đúng rồi, chúng tôi cũng chọn đáp án là câu A. Câu A là đúng nhất. Câu này dễ lắm thưa quý vị, câu trách hồi ngày hôm nay tôi sẽ làm cho chúng ta ăn kẹo được. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trường thượng tọa tiểu sư. Tiếp theo là câu thảo luận số câu trách nhiệm số 2, kính thỉnh thượng tọa pháp đăng. Thưa pháp đăng có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu tọa pháp đăng đang có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan nghỉ. Chờ đáp án câu trách nhiệm số 2. Dường như thì tôi đang không có mặt trước máy, chắc thỉnh thì tôi sẽ quan hệ cho đáp án câu số 2 luôn dịp. Và mời quý Phật tử trả lời cho câu trách nhiệm số 2 là tại sao các bậc giác ngộ giải thoát là phước điền cao quý. Khi mà chúng ta nói đến bốn đạo bốn quả tại sao là phước điền cao quý. A, vì là những bậc chiến thắng phiền não nội tại. Như chúng ta nghe trong kinh Pháp Cú là một người chiến thắng chính mình hơn người chiến thắng trong vạn người ở ngoài mặt trận. B là những bậc chứng ngộ niết bàn, chân lý tối thượng. C là vì những bậc đó là bậc thanh tịnh ở một phương diện nào đó. Tức là thí dụ trong 10 kiết sự thì có vị đoạn tận 3 giảm nhẹ 2, hay là đoạn tận 5 hạ phần kiết sự, hoặc là đoạn tận hoàn toàn tất cả 5 hạ phần 5 thượng phần kiết sự. D là cả ba điều trên. Mời quý Phật tử trả lời và xin kính cung thỉnh thưa đoàn tiểu sư hoàn hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Chúng ta lại có câu thảo luận cái câu trách nhiệm số 2. Câu trách nhiệm số 2 này có 4 đáp án. Mà các Phật tử chúng ta đã đọc và đã hiểu được. Các Phật tử như là nghĩ lại 2001 câu D. Mai Sơn là câu D. Và các Biên Hòa là D. Cà Phê Công Đường là D. Pháp Lữ là D. Từ Bi Ba là D. Châu Phan là D. Phong Lan là D.
rất là hoan hỷ các Phật tử chúng ta đã đọc và đã hiểu được ý nghĩa, cho nên trả lời chính xác. Quả thật vậy thưa quý vị, tại sao bậc giác ngộ giải thoát là phước điền cao quý? Vì bậc giác ngộ giải thoát là những bậc chiến thắng phiền não nội tại, trên đó đó là phước điền cao quý. Vì cái vị giác ngộ, bậc giác ngộ giải thoát là những bậc chiến ngộ niết bàn, chân lý tối thượng. Vì là những bậc thanh tịnh tuyệt đối trên phương diện nào đó, hay là hoàn toàn. Được gọi là bậc thanh tịnh tuyệt đối, nó có hai: tuyệt đối trên phương diện nào đó hoặc là hoàn toàn. Thí dụ như bậc Tu Đà Hoàn thì nói về những cái phiền não mà những cái kiết sử như là thân kiết và nghi giới cấm thủ, thì vị đó là đã đoạn trừ. Cho nên về phương diện này, về hoài nghi và tà kiến, thì đối với bậc sơ quả là đã thanh tịnh tuyệt đối, là dứt trừ rồi. Còn như bậc Tư Đà Hàm thì làm mũi lược thì quá là sân, mà bậc A Na Hàm thì tuyệt đối là thanh tịnh, dứt trừ dục quán về sân. Bậc A La Hán thì hoàn toàn thanh tịnh, bởi vì cả 10 thí sử đều cắt đứt. Như vậy gọi là ở thanh tịnh ở phương diện nào đó, hoặc là thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà sự thanh tịnh của bậc giác ngộ giải thoát như là bậc hữu học hay là bậc A La Hán thì cái đó là sự thanh tịnh tuyệt đối, chứ không phải giống như phàm phu chúng ta mà đè nén phiền não rồi mai mốt nó tràn lại. Cho nên ở đây câu A, câu B, câu C đều là đúng cả. Thế là chúng ta chọn câu D làm đáp án. Và bây giờ thì quan vị đã thấy đại đức Pháp Tính vào rung rồi. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trường thượng tọa tự sư. Thì tổ hấp đăng thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu tổ hấp đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa cho đáp án câu trách nhiệm số 3. Có lẽ thượng tọa hấp đăng không có mặt ở trước máy. Ôi, dạ thấy tổ hấp đăng rồi. Xin thỉnh thượng tọa cho đáp án câu trách nhiệm số 3. Giờ rất là hoan hỷ là thượng đại đi Pháp Tính đã vào rung. Bây giờ kính thỉnh thượng tọa hấp đăng và mời quý Phật tử trả lời là thuật ngữ Phật học nào sau đây mang ý nghĩa tương đồng với những từ ngữ còn lại. Tức là chúng ta tìm những cái thuật ngữ gọi là đồng nghĩa, thường đồng nghĩa A là tứ song bát bối, và tứ song là bốn cặp, bát bối tức là bốn điều cao quý, bốn bậc cao quý. B là những bậc giác ngộ giải thoát, giác ngộ tức là thấy được niết bàn, đoạn được phiền não. Giải thoát nghĩa là sống với cái sự không có bị chi phối bởi cái kiết sử. C là bốn đạo bốn quả, đây là cả ba ABC. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa hấp đăng hoàn thiện cho đáp án. Alo, thấy cậu này sao mà tham gia trả lời sôi nổi như là nắm bắt được cái cái bài học từ đó đã giảng từ sư phụ Tế Siêu để dẫn nhập trình bày thôi. Bây giờ gà cáp biên qua. Rồi thanh tịnh, rồi cà phê công đường, Mỹ Sơn, Tịnh Đào, Phong Lan,
Bì Ba Pháp Lữ Châu Phan đều chọn đáp án là câu đề hết. Thì trong cái câu thảo luận đó thì câu số 3 là thuật ngữ Phật học là sau đây mang ý nghĩa tương đồng với những từ còn lại. A là tứ sông bát bối, thì mình gọi là mà bốn cái bậc thánh đạo, bốn thánh quả đó là tứ sông, là sông theo là cặp đôi, bát bối là tám cái đơn vị. Đó là một như là tu đồng quần đạo, tu đồng nguồn quả là một đôi, từ hàm đạo từ hàm quả là một đôi, từ a hàm đạo a hàm quả một đôi, a la hán đạo a la hán quả một đôi, là sông, tứ sông đó. Bát bối là nói đến chia ra bốn đạo bốn quả. Rồi những cái bậc giác ngộ thì chúng ta thấy nếu mà không có cái từ tứ sông bát bối, chúng ta nghe bậc giác ngộ. Giác ngộ là muốn nói đến cái sự hiểu biết về tứ đế, khổ đế, khổ đã được đoạn 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 trừ, tập đế, tập đế đã được đoạn trừ, đạo đế đã được tu tập, diệt đế đã chứng ngộ, thì nghĩa là bậc giác ngộ tứ thánh đế, giải thoát là giải thoát ra khỏi những cái phiền não, những cái câu thúc. Nên chúng ta thấy những cái từ, những bậc giác ngộ giải thoát là muốn nói ra khỏi những cái phiền não. Bốn đạo bốn quả đó là bốn cái thánh đạo, bốn cái thánh quả thì chúng ta đã nghe rồi. Thì ở trong cái câu trắc nghiệm số 3 này thì chúng ta có cái đáp án là A, B, C, nên chúng ta có cái đáp án là câu D. Cả ba cái thuật ngữ này đều chỉ cho các cái bậc thánh. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại, nếu cái gì còn nói thêm thỉnh thượng tọa không thì chúng ta tiếp tục được hợp. Sao thú cái trình thượng tọa đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính đang ở trước máy, xin thỉnh đại đức pháp tính cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Dạ vâng, mời quý phật tử trả lời. Điều nào sau đây được tìm thấy trong nếp tín ngưỡng của hầu hết các tôn giáo? A là thờ phượng cúng dường. Thờ phượng cúng dường là hai cái hình thức mà chúng ta thử xem có phổ thông ở trong các tôn giáo hay không. B là mong cầu phúc lộc. Người có niềm tin ở tôn giáo thường mong là phúc, tức là đời sống mình được viên mãn những điều mình muốn, và lộc đó là cái gì trời cho, cái gì được ban cho gọi là lộc. C là mong cầu tốt đẹp ở tương lai, đặc biệt là ở đời sau. Đây là cả ba câu trên. Mời quý thầy tư trả lời và kính thỉnh đại đức pháp tính Hoa Kỳ cho đáp án. Nam mô Bụt Tà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn đã cho biết được tín hiệu là rõ. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 4. Câu trắc nghiệm số 4 hỏi điều nào sau đây thường được tìm thấy trong cái nếp tín ngưỡng của hầu hết các tôn giáo. A, thờ phượng cúng dường. Thì quý vị thấy rằng đối với hầu như bất cứ một cái tôn giáo nào cũng phải có cái sự thờ phượng cúng dường. Ở trong đạo Phật thì gọi cúng dường, còn những cái tôn giáo khác thì dân cúng, hay là chia sẻ gì đó, hay là ban cho ban tặng gì đó vân vân, thì mỗi cái tôn giáo đều có như vậy hết. Thành ra cái đáp án A này là thờ cúng dường thì cũng hầu hết đều có ở trong các tôn giáo. Rồi đáp án B là mong cầu phúc lộc, thì cái đáp án B này thì chúng ta cũng tìm thấy ở trong tất cả tôn giáo. Ở đâu mà có tôn giáo thì dù cho đạo gì cũng vậy, đều cũng có cái sự mà mong cầu hoặc là
cầu nguyện một cái điều gì đó đến với mình, bất cứ một cái tôn giáo nào cũng vậy. Đáp án C, mong cầu tốt đẹp ở tương lai. Thì con người của chúng ta mà hết mong được ở trong hiện tại này, được cái phúc lộc gì đó, được cái gì đó khỏe mạnh rồi này kia vân vân, rồi hết cái đó rồi thì cũng mong ở trong tương lai nữa, sau này hay là đời sau này, hoặc là mai mốt đây vân vân, điều nói chung là tất cả đều có cái sự mong cầu ở tương lai. Vậy thì ở trong cái câu trắc nghiệm số 4 này chúng ta thấy rằng coi như là cả ba cái đáp án A, B, C đều được tìm thấy ở trong cái sự tín ngưỡng của tất cả tôn giáo. Chúng tôi chọn cái câu D làm câu đáp án cho câu trắc nghiệm số 4 này. Chúc mừng các vị gặp về Không Đường, Pháp Lữ, Trần Đạo, Từ Bi, Nguyễn Sơn, Châu Danh, nhà rồi các Nguyên Hòa, Phong Lan, nhà Diệu Giác, nhà Tây Ma, gia Sa Thú, quý vị hình như là tất cả quý vị đều chọn đáp án D. Chúc mừng quý vị. Bây giờ con xin tỉnh thường tỏ trở lại. Sa Thú Kinh Trương Cơ, thầy Địa Phật Tính, mà thiền tọa thiền siêu thiền tọa có còn ở trước máy không? Nếu thiền tọa thiền siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thiền tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ, mà thiền tọa thiền siêu trong ví dụ pháp ấy, thì chúng ta nói rằng khi mình làm phước ấy, bằng cái tâm vô trợ là cái tâm mà không có bị thúc hối, không có bị tác động, không có phải khuyến khích, gọi là nhậm lẹ, nhân lẹ đó, thì có phước nhiều hơn tâm hữu trợ. Nhưng mà nếu khi một người mà làm phước có tâm suy xét, dạ, suy xét về công việc mình làm, suy xét về cái đối tượng mình bố thí, thì có gọi là tâm hữu trợ hay không? Và nếu là tâm hữu trợ thì có vẻ sẽ kém phước hơn là tâm vô trợ. Xin kính thỉnh thưa tọa quan hệ giải thích rõ về điểm này. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Câu hỏi thảo luận theo Ati Đàm thì làm phước với tâm vô trợ, câu là phước nhiều vô trợ. Một người muốn bố thí cúng dường mà dành thì giờ suy xét về đối tượng nên bố thí cúng dường thì đó có gọi là làm bằng tâm hỗ trợ không? Xin thưa rằng cái đó không gọi là phước tâm hữu trợ. Khi một người muốn bố thí, chỉ nói đến cái chuyện mà muốn bố thí cúng dường là rõ ràng là họ đã phát tâm nhanh chóng rồi, cho nên mới muốn bố thí. Đó là vô trợ. Còn cái chuyện mà người này họ suy nghĩ về đối tượng nên cúng dường thì đó là hợp trí. Cái đó là liên quan đến vấn đề hợp trí, chứ không gọi là bằng cái tâm hữu trợ. Là phước mà bà tâm hữu trợ là như thế này, tức là người này lúc ban đầu thấy cái chuyện đó nên làm mà không làm, nên làm mà không làm, nên bố thí mà không bố thí, cái chuyện đó nên, đối tượng đó nên đáng cúng dường mà họ không muốn cúng dường, hoặc vì họ không muốn cúng dường, hoặc vì cái tâm của họ họ không có phát tâm, họ thiết của bọn xẻn, hoặc là vì họ không hiểu được cái đối tượng cho nên họ không có quan hỷ để họ cúng. Nhưng mà khi được
bạn bè thân hữu khuyến khích, hoặc là họ phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng thì họ mới bố thí được, mới cúng dường được. Thì như vậy, một là họ không có phát tâm do cái lòng mổ xẻng, hoặc là họ không phát tâm vì họ không quan hỷ với đối tượng. Bởi vậy khi mà họ cần phải suy xét nhiều lần, cuối cùng họ mới quyết định là cúng dường, thì cái đó mới gọi là làm phước bằng cái tâm hỗ trợ. Còn trong câu hỏi nói rằng nếu một người khi muốn bố thí cúng dường, đã là khi muốn bố thí cúng dường họ đã có ý muốn rồi đó, thì như vậy ngay từ lúc đó đã là cái tâm thiện vô trợ rồi. Cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận mà Thượng Tọa Giảng Đẫn vừa nêu, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ để các Phật tử chúng ta hiểu một cái chuyến mà hỗ trợ ở trong tâm thiện đó, nó bị cản trở bởi cái tâm lý bất thiện, rồi sau đó họ đè nén thì họ khởi lên cái tâm thiện được, thì cái trường hợp này mới là hỗ trợ. Còn nếu mà làm phước, có cái sự muốn làm phước rồi đó, nhưng mà có cái sự suy xét chu đáo rồi mới làm, như vậy không phải là hỗ trợ. Nhưng ở đây chúng ta cũng nhớ rằng là cái tâm làm phước của chúng ta nó cũng hơi tế nhị một chút là vấn đề. Thí dụ như khi mà mình đi đến một cái nơi công cộng, hoặc là đi tham quan cùng với phái đoàn chẳng hạn, thì khi đến đó gặp mấy người ăn xin họ bu quanh, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta không muốn cho, ngay từ lúc mà kẻ ăn xin ở vây quanh vì chúng ta thấy nó bực phiền thì chúng ta không muốn cho, không muốn bố thí tại đây. Rồi khi mà chúng ta đi đến một chỗ khác, bước qua một chỗ khác, thấy cái chỗ yên lặng, ít có ai để ý, hoặc giả là khi làm phước nhanh ở chỗ đó mà không cản trở gì cho hội chúng, thì lúc đó chúng ta mới làm phước. Thì ở trong trường hợp này, cái sự kiện mà chúng ta bố thí, không bố thí đến người ăn xin liền đó, thì nó cũng có hai cái tính cách. Lúc ban đầu mình không có muốn làm, nhưng mà sau đó thấy nó tội nghiệp quá cho nên chúng ta phải mới làm, thì như vậy gọi là hỗ trợ. Còn chúng ta sẵn sàng làm, nhưng mà vì cái chỗ bố thí đó là không có thuận lợi, không có thuận tiện để làm, nó sẽ trở ngại cái điều này điều kia vân vân, rồi chúng ta để đến lúc sau chúng ta mới làm, thì cái trường hợp này là có cái sự can thiệp của trí tuệ trong đó, có sự suy xét hợp thờ. Do vậy chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi như vậy. Bây giờ thì thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thủ phí trình Thượng Tọa Tiểu Sư. Bất thường thì siêu nhân thừa tọa đang có mặt ở trước máy, thừa tọa quan hệ giải thích là
chúng ta nói là bậc ứng cúng, như đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Thì cái chữ ứng cúng đó chỉ riêng cho Đức Phật hay là chỉ chung cho tất cả các vị A-la-hán, những vật đã đoạn tận năm hạ phần và năm thượng phần kiết sự? Và điểm thứ hai là chữ A-la-hán chúng ta dịch là ứng cúng, nhưng mà chỉ Đắc-khi-na-yô, ứng cúng nghĩa là bậc xứng đáng được cúng dường, mà Đắc-khi-na-yô cũng là bậc xứng đáng cúng dường. Thì cái chữ A-la-hán so với chữ Đắc-khi-na-yô có khác biệt nhau như thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại giải thích thêm. Thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong thanh tịnh đạo, khi mà giảng về, giải về cái sankha dusti là tùy niệm tâm, mới nêu lên những cái ân đức, những cái đức tính đặc biệt của tăng chúng. Thì ở trong đó có cái gọi là e sattakwato sa wakasangho ahunayo vahunayo dakhinayo, có ba cái đó đó. Thì ba cái đó thường thường đó, thì ở trong kinh điển nếu gặp riêng lẻ thì các vị cứ là a hồi đây vô cũng là đáng cúng dường, ba hồi đây vô cũng đáng cúng dường, đắc khi đây vô cũng đáng cúng dường, cứ xài chữ cúng dường không. Cho nên nếu mà khi gặp một cái danh sách liệt kê ba từ đề một loạt thì trong trường hợp này có nhiều bản dịch sẽ bị lung túng. Nhưng ở trong thanh tịnh đạo thì phân tích chúng tôi chọn ba từ, chúng tôi giản lược lại thanh tịnh đạo, chúng tôi chọn ba từ a hồi đây vô phải dịch là đáng hiến dân, ba hồi đây vô là đáng hiến tặng, hiến tặng đắc thi đây vô là đáng hiến cúng. Bởi vì chữ Ahunayo là chỉ cho Đức Phật, là chỉ cho chư tăng, là bậc đáng, đáng hiến dân. Chữ hiến dân ở đây chữ Ahu, chữ Hunati, chữ Hunati là mình cung phụng. Thí dụ như người con cung phụng cha mẹ, có cái gì đó một món ngon vật lạ đều dâng lên cha mẹ, thì cha mẹ là bậc Ahunayo của con, là bậc xứng đáng hiến dân. Chứ ở đây chúng ta không có gọi, thường thường khi mà nói đến cái danh hiệu của cha mẹ thì Ahunayo vẫn dịch là bậc đáng cúng dường, nhưng mà cái chữ cúng dường chúng ta xài ở đây nó hơi tùy tiện chút xíu. Đối với cha mẹ thì con không phải cúng dường mà gọi là hiến dân, dân hộ cho cha mẹ. Thì ở trong thanh tịnh đạo giải thích là khi người ta có cái vật cao quý, cái vật ngon, người ta nghĩ rằng sẽ đem đến để mà dân biếu đến bậc đáng, đáng hiến dân, thì như vậy gọi Ahunayo. Còn chữ Pahunayo tức là Pahunat tức là cái tặng phẩm, do đó Pahunayo tức là đáng nhận lễ phẩm, đáng nhận tặng phẩm. Nhưng mà chỗ này chúng tôi gọi là hiến tặng. Khi người ta có cái vật gì mà người ta muốn biếu tặng cho những thượng khách,
những khách quý, thì chư tăng đối với người Phật tử, chư tăng là những cái thượng khách, giống như là những thượng khách có cái vật gì mà cần hiến tặng đó, đến người đáng hiến tặng thì chư tăng là người xứng đáng để chúng ta tặng. Rồi đắc khi này vô, chữ đắc khi na tức là cái sự cúng lễ, sự tế lễ. Khi mà người ta dâng lễ phẩm đến một nơi mà họ bằng cái niềm tin để họ cầu nguyện cái phước báo, thì như vậy ở đây chữ Đắc-khi-na được gọi là những cái tế phẩm hay là những cái cúng phẩm. Thì như vậy hôm nay vô tức là đáng được hiến cúng. Và cái danh từ này được sử dụng ở trong cái bài kinh Đắc-khi-na Nguyên Phần Gác, Đắc-khi-na Nguyên Phần Gác số 8 Trung Bộ Kinh, cái bài kinh mà cúng dường phân biệt đó. Phân biệt nghĩa là phân tích cái sự cúng dường. Thì do đó cho nên chúng tôi giảng riêng về cái chữ đắc khi này vô. Nhưng mà ở đây đó, thì trong cái câu hỏi về cái thuật ngữ Arahantak để chỉ riêng cho Đức Phật hay tất cả vị A-la-hán, thì xin thưa rằng là cái chữ Arahantak, chữ Arahant đó là chỉ chung. Đức Phật cũng được gọi là bậc A-la-hán, mà các bậc thinh văn đệ tử Phật đã đoạn tận lậu hoặc, gọi là bậc đoạn lậu khi na sa vu, thì những bậc đều là bậc A-la-hán cả. Vì cái chữ A-la-hán đó theo Thanh Tịnh Đạo giải thích, thì cái chữ A-la-hán đó một nghĩa tức là A-ri-hát-tát tức là bậc sắc đặc diệt trừ những cái kẻ thù phiền não, nghĩa là tiêu diệt kẻ thù phiền não. Cho nên chữ A-ri và Hát-tát, A-ra-hán-tá hay A-ra-hán, chữ Hán-tá, chữ Hát-tát ở đây là cái từ ngữ căn được gọi là Hanati hoặc là cái chữ A-ra. Và chữ Hát-tá, chữ A-ra là cái cầm xe. Và cầm xe ở đây là muốn chỉ cho 12 cầm của bánh xe luân hồi. 12 cầm của bánh xe luân hồi. Và do đó chữ A-ra Hát-tá tức là những cái cầm xe, những cái cầm của bánh xe luân hồi bị bẻ gãy. Cho nên gọi là một vô sanh, là không còn cái sự tái sinh, để đến sinh tử luân hồi rồi, thì không có sự sinh tử luân hồi nữa. Cuối cùng thì cái chữ Arahanta nó vốn là hiện tại phương từ của động từ Arahati, là bậc xứng đáng, tại vì ở trong chữ Hán gọi là bậc ứng cúng. Nhưng mà bậc xứng đáng ở đây đó là xứng đáng có nhiều nghĩa, một xứng đáng có nhiều nghĩa, xứng đáng để hiến dâng, xứng đáng để hiến tặng, xứng đáng để hiến cúng, xứng đáng để được chấp tay kính lễ. Thì như vậy, nếu mà chữ A-ra-hán, chữ động từ A-ra-hát-tí chỉ có nghĩa là xứng đáng thôi, chứ không có nghĩa gì là cúng dường cả. Cho nên ở đây đó,
Thì cái chữ mà chữ ứng cúng là tại vì tạo âm là chữ ứng cúng, dịch là chữ ứng cúng, nhưng thực tế thì chỉ là chữ ứng hay là chữ ưng thôi. Thì trong trường hợp này gọi là một xứng đáng. Còn cái chữ ứng cúng, lấy cái chữ cúng ở trong đó thì nó chỉ một trong những không trong những cái chuyện mà xứng đáng, như chúng tôi đã nói là A Hồ Đây Vô xứng đáng hiến dân, đáng hiến dân. Ba Hồ Đây Vô đáng hiến tặng. Đắc Khi Đây Vô đáng hiến cúng. Anh Cha Đức Ca Ra Đây Vô là đáng được chấp tay. Thì hễ là đáng được đó, thì gọi là A-ra-hán, gọi là A-ra-hán. Cho nên chúng ta cũng như vậy. Và như Thượng Tọa Giác Đẳng nói là rất thú vị, ở trong văn hóa Trung Hoa, Việt Nam thì tôn xưng bậc ưng phúc, nhưng mà họ chỉ trích các vị A-la-hán. Cái đó nó rất là mâu thuẫn, là tại vì ưng phúc dịch từ chữ A-ra-hán, mà A-ra-hán là âm là A-la-hán. Mà nếu mà mình chỉ trích các vị A-la-hán thì tại sao mà mình tôn xưng bậc ưng phúc? Cho nên cái người mà họ làm vì văn hóa mà họ nói như vậy là họ không hiểu, họ không hiểu. Bởi vì chữ A-ra-hán đó phi âm là A-la-hán. Tại sao A-la-hán? Tại vì tàu số vì chữ rác, chữ rác họ đọc không được, cho nên họ nói chữ lá, như chữ ra hú lá, ra hú lá. Tại âm là la hầu la, la hầu la. Không biết tại sao mà họ lại âm là cái chữ la mà không là cái chữ ra, cũng như cái chữ a la hán thay vì a ra hán. Thay vì tên âm là a ra hán, a a ra hán, a ra hán, nhưng mà a ra hán mà họ nói a la hán như vậy đó. Thì cái chữ a la hán là chữ phiên âm, còn cái chữ ưu cúng là cái chữ dịch của chữ A-ra-hán. Và người Thái cũng vậy. Người Thái họ đọc cái chữ rá đó, cái âm rá người ta đọc là chữ lá. Thầy cũng đọc nhiều cái chữ đó. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kính thưa tổ sư, mà thưa tổ học đang không biết thưa tổ có mặt ở trước máy và thưa tổ có thể cho đáp án câu trắc nghiệm sau cùng không? Nếu được xin thưa tổ học đang, dạ mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm sau cùng. Thì cúng dường đạo phước của người Phật tử dựa trên cơ sở nào sau đây? A là tinh lý nhân quả, B là giá trị của phước điền cao quý, C là những bậc thanh tịnh giải thoát, hay đại thể tăng già là những nguồn phước vô thường. D là cả ba câu trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng Học Đăng Khoan thì cho đáp án. Trong cái câu trắc nghiệm số 5, sự cúng dường tạo phước của người Phật tử dựa trên cơ sở nào sau đây? A. Tính lý nhân quả, giá trị của phước điền cao quý, C. Những bậc thanh tịnh giải thoát là đại thể tăng giả, là những ruột phước vô thượng. D. Cả ba của trên. Thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật á, là Ngài có cái Phật lực á, là tri tâm thế nghiệp lực. Trong 10 cái trí lực của Như Lai lực á, thì cái tri tâm thế nghiệp lực. Đức Phật này biết rằng một cái người mà có cái tâm thiện á, thì nó có 7 cái động lực. Cái động lực thứ nhất cho ra hiện báo nghiệp, và động lực thứ 7 sanh sanh báo nghiệp, 5 động lực giữa hậu báo nghiệp. Và với tâm của Đức Phật biết được cái tâm người đó là cái tâm thiện, đó là cái nhân, đó là phúc hạnh. Và cái tâm quả đó là cái quả thức đi tái sanh.
Bởi chúng ta thấy nghiệp thức đó là dựa vào những cái tâm thiện, quả thức là dựa vào cái quả từ cái tâm thiện đó. Ví dụ chúng ta thấy tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ thì nó có tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nếu mà tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ thì cái tâm quả cũng thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Bởi vì tám cái tâm thiện dục giới tịnh hảo đó thì nó có tám cái tâm quả dục giới tịnh hảo tương ưng với cái tâm thiện. Nên Đức Phật nói về tâm của Ngài, biết được tâm chúng sanh thì cũng rõ ràng là cái tâm thiện của họ như vậy. Và nếu mà nói nhân quả thì tính lý nhân quả rất là rõ ràng, cái tâm thiện là động lực là nhân, thì phải cho ra cái quả để tái sanh. Đó là cái quả thức, nghiệp thức, quả thức rõ ràng như vậy. Như vậy thì đối với Đức Phật thì thuyết giảng các cái bậc mà thánh có thiên nhãn thì các vị cũng vẫn thấy được, chư thiên họ cũng thấy được những người này họ làm phước thù thắng, họ sanh vào những cõi cảnh giới thù thắng là do cái tâm của họ thù thắng, cái tâm của họ nó cao thượng và họ cho cái quả phước cao thượng. Như vậy thì rõ ràng dù nói ở phương diện Phật trí thì tri tâm thế nghiệp lực thì Đức Phật ngài cũng thấy nghiệp và nhân quả. Thì nếu mà nói về cái tâm thiện nó cho ra tâm quả, nó cũng là một cái lý nhân quả. Rồi nói đến cái nghiệp báo đó cũng dựa vào cái nhân quả, nghiệp báo thôi chứ nó cũng không có phải khác. Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp mà có lẫn lộn hay nghiệp không lẫn lộn thì Đức Phật ngài biết rất là rõ ràng. Và ngài thuyết giảng á, những cái bậc mà đã hành trì, đã tu tập đó, đã thành tựu đó, các vị đó cũng thấy được cái vấn đề này. Nên chúng ta thấy ngài Xú Khu Tí đó, ngài mỗi lần ngài đến nhà ai đó, ngài nhập thiền diệt, xả thiền diệt ra mình mới nhận vật thiết cúng dường. Nên Đức Phật ngài nói trong người tối thắng tôn giả Xú Khu Tí đó, làm cho cái phước điền của người ta cúng dường nó trở thành thù thắng. Bởi vì ngài nhập vào thiền diệt rồi ngài mới xả thiền diệt ra, ngài mới nhận vật thiết. Tuy rằng nhiều khi chúng ta nghe nó thiền diệt là phải nhập 7 ngày, nhưng mà ngài nhập và xuất rất là mau, và ngài chỉ nhập rồi xuất ra liền, chứ ngài không có ở trong đó 7 ngày để hưởng cái thiền diệt. Và ngài chỉ làm cho cái tính lý nhân quả với cái ruộng nó được trong sạch. Bởi thường thường chúng ta biết cái ruộng phước điền được Đức Phật ngài nói 5 điều. Ruộng nó không có phèn, không có chuột phá, không có thiếu nước, không bị sỏi đá và không có bị sâu bọ. Miếng ruộng mà chúng ta thấy nó màu mỡ đó, nó không bị phèn, không bị chuột phá, nó không bị sỏi đá, nó không thiếu nước, thì miếng ruộng đó được Đức Phật gọi là ruộng phước điền vô thượng. Thì cũng như vậy Đức Phật ngài nói vị tỳ khưu mà thành tựu được cái chánh trí, chánh giải thoát hoặc là bát chánh đó, từ chánh trí đến giải thoát đó, thì nó trở thành cái ruộng phước điền vô thượng. Vì vị đó đã không còn những cái lậu hoặc phiền não, vị đó có những cái sự tu tập thành tựu được đạo quả niết bàn, đó là cái ruộng phước điền mà gọi là như là không có bị chuột phá sâu bọ. Bởi vì chúng ta thấy chuột phá sâu bọ đó là muốn nói đến cái gì mà làm cho cái ruộng phước điền đó nó bớt đi cái sự thu hoạch. Thì những vị mà có được cái thành tựu được giới cao thượng, định cao thượng, tuệ cao thượng, giải thoát cao thượng và giải thoát tri kiến cao thượng đó, thì Đức Phật này thí dụ như là năm cái loại sâu bọ, rồi phèn, rồi bị chuột phá, thiếu nước, bị sỏi đá đó, thì cái vị đó trở thành cái phước điền cao thượng là như vậy. B là giá trị của phước điền cao quý. Bởi vì giá trị phước điền cao quý thì chúng ta thấy trong loại kinh phân biệt cúng dường, Đức Phật này nói rằng cái phước điền đó nó có và cúng dường cho Đức Phật và chư thánh đệ tử của Đức Phật, mình gọi là phước điền cao thượng nhất. Khi mà Đức Phật còn, các bậc thánh còn, nam nữ cư sĩ, các bậc thánh cư sĩ vẫn còn mà được bố thí cúng dường thì cái phước điền đó là cao thượng nhất trong cái phân biệt cúng dường. Rồi C là những bậc thanh tịnh giải thoát. Vậy chúng ta thấy gọi là những bậc thanh tịnh giải thoát đó là giải thoát ra từ những cái kiết sử phiền não đó. Thì chúng ta nói với vị giống như miếng ruộng vậy đó, nó vừa màu mỡ, nó vừa phì nhiêu mà nó vừa không có bị sỏi đá, không có bị chuột phá, rồi không có bị sâu bọ, rồi không bị phèn, thì cái ruộng đó nó trở thành, mình thường thường quý vị biết ngày xưa chúng tôi làm ruộng bào đó, ở trong bầu hàm đó chỉ cần bỏ xuống 1-2 tép lúa thôi, nó có thể nở ra một cái bụi lúa mà nắm hai tay mà chụm lại đó quý vị.
cắt một cái là cả một bó lúa luôn, nhưng mà chỉ có một hai tép lúa thôi, vì cái ruộng bào á, là đất đất mùng á, nó trôi xuống dưới cái bào đó, rồi cái ruộng đó nó có nước, nước bốn bên nó đổ xuống cái bào đó, nên khi mà ruộng cấy lúa chừng một hai tép thôi thì nó ra một cái bụi lúa mà nắm hai tay là nắm lại á, nó phì nhiêu như vậy. Nên thường thường quý vị nào làm ruộng thì quý vị biết rằng cái ruộng tốt á, bụi lúa nó nở rất là to. Thành ra Đức Phật Ngài nói rằng ruộng mà không bị sỏi đá, không bị phèn, không bị chuột phá, không thiếu nước, không bị chuột phá, không bị sâu bọ đó, thì cái ruộng đó sẽ thu hoạch nhiều. Thì với cái điểm này đó thì chúng ta thấy rằng ba cái điều này A, B, C đó đều là đúng hết. Nên chúng ta có cái đáp án là câu D, cả ba câu trên đều là cái ý nghĩa của sự cúng dường tạo phước. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa, nếu còn gì thì Thượng Tọa nói thêm. Sa thú kính trình Thượng Tọa. Chúng ta đã hết giờ rồi. Quý vị rất là mong được chúng ta chịu khó để quan sát những điểm này, bởi vì đây là những điều mà liên hệ rất nhiều đến cái sự sinh hoạt và cái sắc thái văn hóa của các quốc gia Phật giáo. Khi chúng ta sang đó thì chúng ta sẽ nhận ra. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tùng đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học đường rất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yang kim chip kusala kamang kapa pangiriyam mamakaye navaja manasa didase sukatang katang ye yasata asanyino katang gunya palang mayan sabi paki pawantute ye tang katang suwitang gendang gunya palang maya ye yasata nakyaman tidewa ganto ahime kayum sabi lokam ye satar Chimarane dukha manunyam pojanam sabi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.